Rồi, trước tiên là giới thiệu là tôi tên là Nguyễn Văn Đuông, sinh năm 1942, lớn lên vào đúng ngay cái thời điểm có chiến tranh. Sinh năm 42 thì đi lính quân đội địa phương quân thuộc tiểu khu Kiến Hòa. Rồi tới gì nữa? Bác bình thường như thế nào? Trong cái thời gian mà đi lính thì mình có những cuộc hành quân rất là nhiều cuộc hành quân. Mình đi một cái lần đó đi vào cái vùng mà hồi đó thường gọi là cái vùng tự do oanh kích, là vùng tự do gì đó, mình đi vô trong cái vùng sâu vùng xa đó, thì chạm trán với bộ đội của Việt Cộng một lần chạm trán đó, mà cũng nhiều lần lặp đi lặp lại thì cũng nhiều lần. Một lần đó bị thương là cũng bữa đó thì đi buổi chiều đánh đi ngày trước, rồi kỳ kẹt lại một đêm ở trong rừng, qua sáng buổi sau thì có lệnh tấn công để chiếm mục tiêu gì đó, rồi cái càng lên đánh thì trong đó nó bắn ra, trong bên trong bắn ra bắn loại vũ khí lớn 12 liên 7, rồi kiểu đại liên tiểu liên gì đó, mình được lệnh xung phong vô. Thì trong cái lúc càng lên vậy thì tôi làm trung đội trưởng trung đội bộ binh thượng cấp bậc thượng sĩ, thì bị súng trong bắn ra tôi bị thương. Thì trong cái lúc bị thương là điều ông trung đội phó lên thay thế chức vụ trung đội trưởng để nắm đơn vị theo lệnh tấn công lên đó. Thì sau đó thì cái chiến trận dịu dần rồi được đưa anh em đồng đội tải thương ra ngoài, tôi đi lên cái trực thăng để về, đầu tiên là về bệnh viện tiểu khu Kiến Hòa để mà nằm viện đó, là lần sau khi ấy, rồi về sau khi bị thương được điều trị ở bệnh viện Kiến Hòa, rồi chuyển về trung tâm 3 hồi lực, nằm đó để chờ điều dưỡng sức khỏe, rồi cái xong rồi là làm chân làm tay làm chân giả, xong rồi đưa qua phòng. Bác bị gãy chân nào? Chân trái hay gãy chân phải? Gãy chân phải. Gãy chân phải hả? Dạ, gãy trên đầu gối đúng không ạ? Dưới đầu gối. Dưới đầu gối. Vậy sau ngày bị thương thì bác làm gì để mưu sinh cho cuộc sống? Rất là nhiều việc. Sau năm 75 rồi thì cái việc đầu tiên là lúc đó còn xa lạ đến với xã hội mới. Rồi mình hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ con đông, rồi là đi đạp xích lô. Cái chân như vậy nhưng mà cũng phải đi đạp xích lô để mà... thì coi như là chuyện bất chẳng đặng được, bất mà mọi giá mình phải có sinh hoạt để mà mưu sinh, nuôi sống vợ con. Lúc đó giờ con còn nhỏ, rồi phải nuôi 4 đứa con, vì vậy mình phải làm. Giờ vợ thì không biết làm gì, mình luôn đã lao động chính cha trong nhà, mà con còn nhỏ vậy rồi đi học nữa, thì coi như bằng mọi giá là phải đi làm với tất cả thiện chí, làm để có được đồng thu nhập để mà nuôi con, nuôi vợ nuôi con. Rồi sau cái thời gian dịu dần thì hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn ở dưới Bến Tre, ở dưới Kiến Hòa đó, đời sống khó khăn, rồi con nó lớn rồi mà không có việc làm, rồi từ từ đó, con nó đi lên Sài Gòn kiếm việc, rồi rút lần rút hồi, rồi cuối cùng rút về Sài Gòn hồi năm 90 là rút về Sài Gòn tới giờ. Về coi là bác đã từng đi đạp xích lô để kiếm tiền nuôi cả gia đình, vâng, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì cái điều gì đã khiến bác vượt qua những cái khó khăn đó? Thì cái trách nhiệm làm cha, bầy con nhỏ còn nhỏ, đang cái tuổi đi học, mà vợ thì nó chỉ làm những công việc đó, phạm vi của người phụ nữ thôi. Thành ra bây giờ mà một gia đình gánh nặng lớn lao vậy thì phải bằng mọi giá là phải cố gắng vượt qua. Dạ thưa bác, hôm nay là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, thì bác có thể chia sẻ cho con hiểu rõ hơn về cái tinh thần cũng như là trách nhiệm của một người lính Việt Nam Cộng Hòa đối với tổ quốc, danh dự và trách nhiệm như thế nào? Ngày xưa mình lớn lên đó, thì mình đến cái tới 20 tuổi, 20 mấy tuổi, 23 tuổi gì đó thì mình
thấy đất nước có chiến tranh, mình là trai thì có bổn phận phải giữ gìn đất nước, phải bảo vệ tổ quốc. Trong cái lúc loạn lạc vậy thì mình đăng vào thi lính để mà đóng góp một cái phần sức lực nào đó để vào cái công cuộc bảo vệ tổ quốc. Mà chẳng may mình bị thương, đi đến cái chuyện dần dần nó cứ theo đó. Thì hôm nay đến ngày quân lực thì mình nhớ lại cái thời hào hùng của một cái tuổi trẻ, tuổi thanh niên hồi đó, mình cũng rất là bức xúc. Nhưng mà bây giờ trong cái điều kiện thì cũng nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ còn không có thể hiện được cái nét gì thổ lộ ra bên ngoài. Vậy thì hồi còn trẻ thì những thanh thiếu niên họ có cái trách nhiệm như thế nào đối với tổ quốc khi mà cần mình đứng ra bảo vệ tổ quốc trước cái nạn giặc ngoại xâm? Thanh niên lúc đó mình thấy cũng phần đông cũng đều đa số cũng phấn khởi hồ hởi, cũng tình nguyện ra đi tham gia vào quân đội. Tất cả gần như là mình biết thì cũng là số đông số lớn anh em thanh niên cũng tòng quân. Dạ, một lần nữa con xin cảm ơn bác và con kính chúc bác nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Và xin bác tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Sông cạn và hoàng hôn.
đường mới chứng minh rõ ràng như vậy đó, chứ là mình không. Đẹp trai chứ. Em đẹp trai cha, 42 năm nữa tôi còn đẹp trai, không đẹp trai. Lúc xưa thì đẹp trai, còn bây giờ xuống trai rồi. 42 năm cha. Ngày cha. Cha ở nước ta. Lính gì sáu giờ nào? Đi ra đài đồ chính xác, chính xác của sinh một sư đoàn một ở đấy. Thời gian nào? Chị công hàn. Cửa cửa vào văn phủ, vào văn phủ làm cái gì chưa? Bên cạnh đó là trung cửa, ngô quân cửa, ngô quân cửa làm cái gì? Tư lệnh quân đoàn, tư lệnh quân đoàn, tư lệnh quân khu. Quân đoàn một, quân một gì được? Bốn ngã năm. Dạ. Tại sao quản trị ha? Dạ. Những người thật sự nằm trong
hôm nay cảm ơn cha, cảm ơn các cả anh em trong dòng chú cứu thế đã cho chúng ta một cái ngày mà anh em chúng ta gặp nhau để vui, để thắp lại, để chống lại trong cái tình, trong cái những ngày chưa thân ái mà chúng ta đã tàn hoàng bỏ tan. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn nhà trò có nhớ điều nào? Chú đơn vị của chú là trung tâm huấn luyện Quang Trung. Tại vì chú đi trình diện đó, chú đi trình diện đi lính. Nhưng mà trong thời gian chú ở quân ngũ thì ở Quang Trung chú được cũng 2 năm mấy. Thì chú trực tiếp về cán binh cán bộ để hướng dẫn tân binh, hướng dẫn những người lính quân dịch. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì nói đúng ra chú cứ nghĩ là mình sống trong đất nước mình phải lo trong đất nước mình, cái cuộc sống của mình phải có một cái cuộc sống phải cho đẹp đẽ, phải cho nó có một cái sự dạng dẻ của cái người lính của mình. Thành thử ra từ đó là chú mới nghĩ là tự vì gia đình mình á, là anh em mình cũng là trong quân đội, ba mình hồi xưa là ba mình là chức phận là chuẩn quý, ba mình cũng đi tới cái ngày mà ba mình về hưu năm 1969 thì mình cảm thấy mình thấy ba mình như vậy mình cũng được một cái niềm hãnh diện, tự vì ba mình đã đi từ cái lúc mà đi quân dịch cho đến cái lúc mà ba mình được thăng chức chuẩn quý, rồi tới cái lúc mà ba mình hưu thì mình cảm thấy là những cái ngày mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mình cảm thấy những ngày đó mình phấn khởi lắm, có trong cái tâm của mình á, mình vinh hạnh lắm. Tự vì chú nghĩ là chú đã bị thương rồi, thời gian chú bị thương là trong đơn vị của chú dẫn lính đi đi ba trui, chú đạp phải mìn thì anh em cũng bị thương, anh em cũng chết, mình còn bị thương nặng nhưng mà mình còn sống. Nhưng mà cái sống của mình cũng được hãnh diện, đất nước của mình được yên lành trong cái thời gian của mình sống, mình
không có mòn mỏi, mình không nhiều lúc mình buồn, nhưng mà cái buồn của mình phải đánh tan ra. Tự vì mình đã sống, mình đã làm tròn cho đất nước. Cái đất nước của mình cũng êm đẹp, đất nước của mình phải dạng dẻ lên, và đồng thời đất nước của mình cũng được một cái sự hãnh diện của mình. Tự vì mình là người tàn phế, mà tàn phế cho chiến tranh, chứ không phải là tàn phế cho một cái sự gì mà yếu đuối của mình. Đó, thành ra chú cứ nghĩ như vậy, mà chú phải phấn khởi lên, chú phải sống cho một cái cách mà để cho mình, cho cô bác lối xóm ở gần mình để biết mình là một người thế binh của chế độ cũ. Đó, thành thử ra chú nghĩ như vậy, thành ra chú không có buồn. Chú nghĩ là chú đã tận hiến cho đất nước một phần nào thân thể mình, đó là một cái sự tâm nguyện của mình. Mình được cái sự an ủi, được cái sự trọn vẹn của cái tuổi của mình, là giúp đỡ đất nước, giúp đỡ cho tất cả những người mà sống trên nước Việt Nam của mình. Đó, thành ra chú nghĩ như vậy đó. Vậy là tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa là sẵn sàng lên đường khi nào tổ quốc cần mình, đúng không? Chú nghĩ là đó là một cái nhiệm vụ của một người dân đất nước của mình. Mình giúp đỡ được đất nước của mình ngày nào là mình cảm thấy là mình trọn vẹn ngày nấy rồi. Đó, thành ra chú cứ nghĩ là đó một cái thể thức cái cuộc sống của cái con người của mình trong trên cái nước Việt Nam này, mình không có cái gì mà phải ngần ngại hết. Đó. Bác, vậy thì cho con hỏi thăm bác trong binh chủng nào và làm sao chú đăng ký thời gian đăng ký quân dịch, xong là chú được ở Quang Trung, rồi chú học được một cái khóa dẫn đạo chỉ huy, chú ở đó được hai năm mấy tháng, rồi chú dẫn lính đi học đó, dẫn từ khóa, rồi những mỗi một khóa như vậy là 3 tháng rưỡi, thì trong cái thời gian đó đó là chú ở đơn vị đó, là chú được ở đơn vị giúp đỡ cho chú cũng nhiều lắm. Cái cuộc sống của mình, nói đúng ra mình vô quân ngũ mà cái cuộc sống của mình cảm thấy nó tròn vẹn lắm. Nhưng mà cái chú ở quân trường, nhưng mà cái tác chiến của chú thì chú chưa có ra, nhưng mà chú tiếp sức cho đất nước mình, dạy học khóa dẫn đạo cho tất cả tân binh quân dịch, sĩ quan, hạ sĩ quan, thì mình cảm thấy đó là cũng một cái hãnh diện của mình rồi. Đó. Dạ, vậy thì bác cho con hỏi, với một ngày xưa, với một người trẻ đang đầy, với một cái thân hình vạn vỡ, không bị thương tổn nào cả, và đầy hoài bão, nhưng mà sau đó thì bác đã bị chấn thương và đã vì tình yêu thương quê hương đất nước mà bác đã bị mất hai cái đôi chân. Thì bác đã vượt qua những cái khó khăn như thế nào về mặt thể lý cũng như là tâm lý để sống tốt với những gì mà bác có, nơi có người lính Việt Nam Cộng Hòa là tổ quốc, trách nhiệm, danh dự và trách nhiệm ạ. Tự vì chú thấy như vậy, lúc mà chú được mười mấy tuổi đó, là lúc đó là năm mậu thân vô, thì cái thời gian đó là dân chúng của mình khổ lắm. Tự vì dân chúng mình đều đứng cái năm mậu thân đó, nhưng mà chú thấy là tất cả những anh lính của Việt Nam cùng Cộng Hòa mình á là can trường lắm. Hạng nhất là, nói đúng ra chú nói thì chú rợn tóc gái, thời gian đó là chú thấy những anh thủy quân lục chiến, mấy anh tấn công về để mà xối xả những cái súng đạn này kia, mình cảm thấy mình thấy trước mắt đó, mình cảm thấy rồi cái tuổi của mình nghĩ là nếu mai mốt đây mình vô cái tuổi, thời gian cái tuổi mình đi lính, mình phải cách thức làm sao, mình không có ngần ngại, mình đến mình giúp đỡ cho đất nước của mình,
trong cái thời gian chiến tranh mà mình cảm thấy mình hãnh diện hơn, gia đình của mình lại hãnh diện. Tự vì gia đình của chú cứ nghĩ là chú là con út, là có thể là sinh để mà cho mình miễn dịch, để mà mình ở nhà, để mà mình lo liệu trong gia đình. Nhưng mà mình cảm thấy đó cũng không gọi là giúp đỡ cho đất nước. Cho nên chú mới ra trình diện đi quân dịch. Thì trình diện quân dịch là chú mới đi lên trên, được lên đơn vị. Thời gian đơn vị đó là chú được ở trên trung tâm huấn luyện Quang Trung để mà huấn luyện lại tân binh, huấn luyện lại những cái người mà học về binh chủng này binh chủng kia. Thành ra chú mới được ở trên đó. Nói đúng ra chú thời gian đó là chú không có nghĩ là chú bị thương. Chú làm ở trong đơn vị để mà cho tất cả anh em trên đó đều thương chú là một cái người nhỏ nhắn, nhỏ con mà sao mà cảm thấy cái thực tế mà làm việc sao lại hăng say. Thành ra chú cứ làm việc mà đến cái khi mà chú bị thương á, cái thời gian chú bị thương á là lúc đó 1 giờ khuya rồi, chú bị đạp mìn đó, thì chú còn nghe anh em nói thằng Mười bị bay cái chân rồi, thằng Mười bị cho bay cái chân rồi, nhưng mà chú vẫn còn nghe. Mà lúc đó là mình không có biết là mình bị mất cái chân rồi, thời gian đó chú đã bị cắt luôn hai chân, mà chú cảm thấy chú cũng hãnh diện mình giúp đỡ được cho đất nước một phần thân thể của mình. Dù biết là một phần thân thể của mình nó cũng nhiều lắm, nhưng mà mình sống để mà cho tròn vẹn cái con người của mình. Nếu mai đây mình có chết thì mình cũng được cái hãnh diện là con người của đất nước Việt Nam mình. Đó, thành thử ra chú mới nghĩ cái cuộc sống của mình. Thôi chú đánh đuổi qua hết những cái sự buồn, những cái sự mà người ta khi khinh chê mình, người ta kêu mẹ mình. Có nhiều lúc người ta đụng chạm với mình, kêu mình là thằng què này, thằng què kia. Nhưng mà chú bất chấp. Chú nói chú đã là người, là con của đất nước. Bây giờ chú đã què rồi thì những cái què này nó trang trải ra hết, chứ không có sợ cái những gì mà người ta dèm pha mình. Ý của chú vậy. Thành ra không biết từ ngày đổi mới của giải phóng thì chú cứ nghĩ cái con người của mình á, mình cũng phải phấn chấn lên. Mình phải phấn chấn lên đặng mình lo liệu cái đời sống của mình để mà cho qua hết những cái cạm bẫy, những cái khó khăn của mình. Thế thì vậy sau năm 1975 bác đã làm gì để nuôi sống gia đình? Em biết không, cái thời gian đó nó bé với mẹ, lúc đó là chưa có vợ, bé với mẹ với người chị đi mò bao ni lông á, với lụm ve chai theo đường, rồi bao ni lông mò ở dưới sông á, về giặt để mà rửa, giặt sạch xong rồi phơi rồi bán để mà kiếm tiền để mà nuôi sống mỗi ngày á đó. Rồi nói đúng ra năm 73 thì trước giải phóng á, chú có sinh một thằng con ở bệnh viện Nguyễn Văn Học á. Thì cháu nó, mẹ nó mới đẻ, mẹ nó bỏ, thành ra chú sinh cháu nó về. Thì năm nay cháu nó được 40 mấy tuổi rồi, năm 73 đó. Thì nói đúng ra cái thời gian đó chú cứ nghĩ mình không có vợ, thôi mình ẵm cháu về để nuôi trong cái thời gian đó. Tới bây giờ thì cháu nó được 2 đứa con rồi, một đứa thì lớp 11, một đứa thì lớp 8 đó, 2 đứa. Thành ra chú cứ nghĩ cái hiện tại của mình, rồi sau này chú mới có vợ, là chú có vợ nay được 11 năm rồi. Thì
cái cuộc sống chú với vợ chú thì nói đúng ra cũng vui vẻ lắm, bình thản lắm. À, thành ra chú cứ nghĩ là mình sống, mình lo liệu được thì gia đình của mình được trọn vẹn thì mình cũng có một cái sự vui, cái đất nước của mình cũng được cái sự mà yên lành một phần nào. À, nên chú con cảm ơn mừng lắm. Chú đã chia sẻ cho con cái câu chuyện của chú khá là cảm động. Nhân ngày, tuy là ngày mà Father Day đã qua rồi, nhưng mà con kính chúc chú, một người ông, một người cha đã vất vả, tần tảo nuôi một người con nên người. Và con kính chúc chú nhiều sức khỏe và luôn sống với cái tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa, là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Và xin chú tiếp tục cầu nguyện cho nhóm chúng con. Chú cũng hôm nay là chú cũng tới đây để cha cho khám sức khỏe, để mà mình lo liệu cái đời sống của mình, bệnh hoạn này kia mình cũng phải lo liệu. Nhưng mà cái chú cũng chúc cho cha sở đây cũng được Chúa ban ơn cho cái cuộc sống cho cha khỏe mạnh hơn, càng khỏe mạnh hơn thì cha giúp đỡ cho anh em này kia yếu đuối hơn. Thành ra nhờ cha thì nói đúng ra cũng cảm ơn quý hội đã có lòng là để thương anh em, để mà lâu lâu anh em họp lại để mà có sự chia sẻ cho vui. Hãy gặp anh em là cảm thấy vui rồi. Con cảm ơn bác. Con chào bác người. Con cảm ơn cha. Con con cũng chúc cha được mạnh khỏe, bình an, đủ ban ơn cha. Dạ, vì ngày xưa tác giả của bài này là viết về lính chiến, nhưng mà con thì con lại thời này con đi tù, vì yêu quê hương, vì yêu đất nước, nên là con hát có những cái ca từ mà con nói là tù nhân của con, là con đã đi qua cái hoàn cảnh đó, và xin quý chú bác thông cảm cho con. Một nạn nhân của chế độ này à. Anh ơi, 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 anh ơi
bác, nếu như mà quý chú bác thương con, cho con thêm một tràng pháo tay. Con cảm ơn rất nhiều, con cảm ơn rất nhiều. Con thật sự mà nói hôm nay con rất là hân hạnh đứng đây vào ngày 19 tháng 6, ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Con là hậu vệ lớp sau. Thật sự mà nói con không có cái tinh thần của các chú ngày xưa, nhưng con cũng muốn rằng là giọng hát của con chia sẻ với quý chú bác ở đây những cái ngày mà quý chú bác đi tìm tự do cho dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy mà ngày hôm nay con đứng đây, con cũng mong muốn rằng là con sẽ và con cố gắng hết sức mình để con tìm được cái tiếng nói tự do dân chủ cho Việt Nam. Một nhà có tay của dân chủ là gì? Mời con cảm ơn. Nên hãy trở về qua anh.